Chẳng ngó thấy nơi tôi ngồi, bởi thế thay thế trên con trông chung xa xa nhau ngồi. Chúng ghé sát hồn tình tư khiến tôi như điên dại, lòng bao tái tê và mắt cho không ước hòa đừng do buông xót xa. Thấy nước mắt quen mặt vẫn mang hóng sáng con buồn, rồi má tôi ngây rằng đã lỡ cho xem phim buồn và xem đúng ngay một phim thật đôi buồn, làm lòng con xót xa.